cô chào các con. Hôm nay cô rất vui được gặp lại các con trong một phần bài học rất là thú vị có tên là tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận. Các con biết rằng là trong văn nghị luận thì mục đích của bài văn nghị luận là đưa ra quan điểm tư tưởng của mình về một vấn đề nào đó trong đời sống. Tuy nhiên để cho bài văn nghị luận thực sự là hấp dẫn và sinh động hơn thì chúng ta có thể sử dụng các yếu tố ví dụ như là tự sự, miêu tả hay là biểu cảm. Thì bài học ngày hôm nay cô trò mình sẽ tìm hiểu xem vai trò của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính của bài học nhé. Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận. trước tiên để tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận, cô mời các con vào phần 1 la mã đó là chúng ta sẽ có đi mục là tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận và các bạn sẽ cùng đi xét ví dụ ở sách giáo khoa với cô một la mã phần một nhỏ chúng ta sẽ đi vào xét ví dụ ví dụ ở đây chính là chúng ta đọc văn bản và trả lời câu hỏi à, văn bản ở đây có tên là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đọc văn bản Bây giờ các bạn sẽ cùng theo dõi với cô bà văn bản lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ở sách giáo khoa trang 95 và 96. Chúng ta sẽ đi đọc văn bản một lần. Sau đó chúng ta sẽ đi trả lời những câu hỏi của sách giáo khoa. Và từ những câu hỏi này, các con sẽ rút ra được nội dung của bài học ngày hôm nay. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không, chúng ta thả hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ hỡi đồng bào chúng ta phải đứng lên bất kỳ đàn ông đàn bà bất kỳ người già người trẻ không chia tôn giáo đảng phái dân tộc hễ là người việt nam thì phải đứng lên đánh thức dân pháp để cứu tổ quốc ai có súng dùng súng ai có gươm dùng gươm không có gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc ai cũng phải ra sức chống thực dân pháp cứu nước hỡi anh em binh sĩ tự vị tự vệ dân quân giờ cứu nước đã đến ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước dù phải gian lao kháng chiến nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh thắng lợi nhất định về dân tộc ta Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm kháng chiến thắng lợi muôn năm Hà Nội ngày 19 tháng 12 năm 1946 Hồ Chí Minh đấy là nội dung của văn bản bây chúng ta sẽ đi với cô tìm hiểu những câu hỏi của đề bài À, câu hỏi như sau à, đối với văn bản thì các con hãy chỉ ra cho cô xem là văn bản này thuộc phương thức biểu đạt nào vì sao và tìm những từ ngữ biểu lộ tình cảm mãnh liệt của tác giả và những câu cảm thán ở trong văn bản bây giờ chúng ta sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi trên ở trong phần này thì các con thấy rằng là văn bản của chúng ta thuộc văn bản nghị luận à, và ở đây thì các con có thể thấy được là người viết là hồ chí minh đã sử dụng rất nhiều những từ ngữ biểu cảm và câu cảm thán. Những từ ngữ biểu cảm chúng ta có thể thấy ở trong đoạn văn bản trên bao gồm từ hỡi, từ muốn, phải, nhân nhượng, lấn tới, quyết tâm cướp nước, không, thà, chứ nhất định không chịu, phải đứng lên, hễ là, thì, ai có, dùng, ai cũng phải, vân vân vân. À, đây là một số những từ ngữ biểu cảm trong đoạn văn bản mà cũng các con vừa tìm hiểu. Chúng mình cũng có thể đánh dấu cho cô gạch chăn những từ ngữ này vào trong đoạn văn bản của sách giáo khoa. Bên cạnh đó thì các bạn có thể thấy để tăng thêm sức biểu cảm cho đoạn văn bản, người viết đã sử dụng rất nhiều câu cảm thán. Ví dụ như là hỡi đồng bào toàn quốc hay là câu hỡi đồng bào, hỡi anh em binh sĩ tự vệ dân quân, Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm và kháng chiến thắng lợi muôn năm. À, và việc sử dụng các từ ngữ biểu cảm và các câu cảm thán như trên à, có một tác dụng to lớn trong việc bộc lộ à, quan điểm tình cảm của tác giả. Đấy là ví dụ số 1 để tìm hiểu tiếp nội dung vai trò của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận. Bây giờ cô mời các con chuyển sang phần tiếp theo. Chúng mình sẽ xét một ví dụ khác. Đó là ví dụ trong đoạn văn bản của văn máy tướng sĩ. À, các bạn cùng theo dõi nội dung trên màn hình. Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan, ngó thấy sứ giặc đi lại ngay ngang ngoài đường, ẩn lưỡi cú diều mà chỉ bắn triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh hốt tất liệt mà đằng ngọc lụa để thỏa lòng tham khôn cùng giả hiệu Vân Nam Vương mà tu bọc vàng để vét của kho có hạn. À, thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao khỏi tay vạ về sau. Đây cũng là một đoạn văn bản có sử dụng rất nhiều các yếu tố biểu cảm.